Mở đầu là thông tin về thời tiết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc nên vào chiều nay mùng 10 tháng 6 thì một số nơi ở Bắc Bộ như là Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa kèm theo sấm chớp. Đây là ảnh hưởng của hiện tượng rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh phía Bắc gây ra. Dự báo bắt đầu từ đêm nay, khu vực miền Bắc sẽ còn xuất hiện có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông lốc. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa trải qua một trận mưa rào và dông với lượng tương đối khá và khiến cho một số tuyến phố bị ngập úng. Tuy nhiên thì đây chỉ là trận mưa mở đầu cho đợt mưa được dự báo là lớn nhất từ đầu mùa đến nay sẽ duy trì tại miền Bắc trong 3 ngày. Và theo các chuyên gia khí tượng thì đêm nay và sáng sớm mai sẽ là thời điểm mà mưa xảy ra nhiều nhất và với lượng lớn nhất, có thể lên tới mức là 300 mm, kèm theo đó là những hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to và dông như khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn và Vịnh Bắc Bộ với lượng mưa dao động từ 100 đến 300 mm. Mưa lớn sẽ duy trì trong 3 ngày tới với cường độ và thời gian mưa sẽ tăng dần vào thời điểm chiều tối và đêm. Các chuyên gia khuyến cáo, đợt mưa này sẽ mạnh hơn rất nhiều so với 2 trận mưa lớn tuần trước với gió giật mạnh trong cơn dông, đồng thời có thể xảy ra mưa đá và lốc xoáy. Bởi vậy, để tránh những thiệt hại đáng tiếc như những trận mưa lớn trước đó, người dân cần nhanh chóng trú mưa hoặc không ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, người dân miền núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang và đề phòng ngập úng ở các vùng trũng, ngập lụt ở các đô thị tại các tỉnh đồng bằng.